Alo. Vâng ạ, em sẽ cố hoàn thành tốt trong khả năng của mình. Công việc sắp tới chị cứ giao cho em nhé. Mẹ ơi, mẹ xem mắt chay của con mẹ đi này. Chị tự cho mẹ làm việc con. Mẹ xem con mẹ này. Nào, con có thấy mẹ đang làm việc không? Con phải hiểu cho mẹ chứ. Chị Nhung, kéo nó ra cho em. Thôi đi, để mẹ làm việc nha con. Dạ hết rồi. Con đừng giận dỗi nữa. Mẹ con không có gì đâu. Mẹ con vẫn yêu con mà. Chị có thấy bố mẹ còn yêu thương mình nữa không? Chị cũng chẳng biết thôi. Em thấy bố mẹ chả thương mình gì cả. Thì... chẳng những lúc chị cũng bị bà Nhung kéo ra ngoài ạ. Hay là mình bỏ nhà ra đi đi chị. Mày nghĩ linh tinh cái gì đấy? Nếu như họ thương mình thì khi mình đột nhiên biến mất thì họ chắc chắn sẽ đi tìm. Nhưng mà nhỡ đâu bố mẹ vẫn còn thương mình thì sao? Nhưng mà... nhưng nghĩ cái gì nữa, đi thôi. Chắc chắn sẽ mang con sở tích đi thôi chị. Bây giờ mình đi đâu hả chị? Đi đâu cũng được, biết là bố mẹ không tìm được chúng mình. Ok. Hai đứa con nhà ai mà xinh ấy. Anh có hai cái kẹo này, mấy đứa đi cùng anh đi. Đi cùng anh đi, anh cho kẹo này. Thôi. Đi. Đi đi, tí anh mua thêm kẹo cho. Thôi ạ. Đi. Thôi. Ok chưa? Vâng, ok chưa? Em ăn chiếc bánh mì này hả?
đang đói, hay là em cho chị còn gói bông đó và chị sẽ đổi cho em chiếc bánh mì này được không? Tôi xin lỗi chị, từ nay em sẽ không lỗi chị mà rời xa chị nữa. Chị cần xin lỗi vì vẫn mãi đang bảo em. Chị ơi, em muốn về nhà, chị có muốn về nhà? Mà để bố mẹ đi tìm cả ngày thế này, các con có sao không? Mẹ ơi, con xin lỗi, từ nay con sẽ không bỏ lỡ tin. Đó là lỗi của con, vì con đã bày ra trò này ạ. Thôi không sao, cũng là lỗi của mẹ, gọi là bên mẹ gọi con, không để ý đến các con được. Thôi, cuối tuần này bố mẹ sẽ dẫn cả nhà đi chơi nhé. Thế, bố mẹ yêu bọn con không ạ? Hai con bé ngốc này, các con là con của bố mẹ, tất nhiên bố mẹ sẽ yêu rồi. Cái gì? Chị sẽ mua cho em hai cái bánh mì. Ok.